Ok chưa? Này em về được cặp máy thổi lá hàng công suất lớn, hàng Hitachi này. Rất đẹp luôn các bác nhé, hàng liền lạc này. Đấy, máy thì thổi lá chuyên dụng luôn, cho các bác thổi lá điều là cao su lá sầu riêng nhé. Thì các bác mà cần một con máy mà gọi là chuyên dụng nhá, mà thổi nhiều nhá, thổi nhiều thì các bác phải sử dụng cái động cơ như này. Động cơ của nó là động cơ công suất của nó lên tới là 65cc. 65cc nòng 48 ly các bác nhá. Đặc biệt thì nó trang bị động cơ 2 thì chạy phải nói là siêu bốc luôn cho anh em. Các bác thổi lá điều là cao su lá sầu riêng thoải mái luôn. Thì hàng này thì trọng lượng của nó này, trọng lượng của nó rơi tầm 9 kg nhá. Thì toàn bộ trọng lượng các bác đã đeo lên trên vai rồi. Và cái phần điều hướng gió thì các bác sử dụng là cái tay nắm này. Đấy, các bác thổi gió ra cái ống này các bác nhá. Đấy, thổi gió ra cái ống. Thì đây em có hai con Hitachi. Con đầu tiên này thì máy móc liền lạc đẹp này. Về không biết hiểu tại sao là nó bị mất cái ống này. Đó, con này thì không có ống nhá. Nó chỉ có đoạn ống dài tầm 1 mét thôi, dài đến đây thôi. Đấy. Thì con này 65cc chủ giật trợ lực này, động cơ nhiên liệu là xăng pha nhất 2 thì nhá. Đó, thì con này thì giá của nó là 2.300.000. Bao phí ship máy móc thì bên em đã làm nổ ok cho các bác hết rồi. Đấy, vừa dọn xong cùng cái lô máy cưa này. Thì con số 2. Con số 2 này, con này rất đẹp nhá. Hàng này liền lạc này. Đấy, ống ác thì con này thì nó đủ ống hết cho bác nhá. Con này thì về cái trọng lượng của nó cũng như nhau, công suất 65cc. 65cc có cái là ống ước thì đầy đủ, các bác thổi ở những gốc cây các bác ấy vào thì nó rất là dễ dàng. Đấy, rất là dễ dàng nhá. Nhưng con này thì vì nó đủ đầy đủ đồ và máy đặc biệt thì rất là đẹp, cho nên là giá của nó nhá, giá của nó là 2.500.000. Đã bao phí ship, động cơ là xăng pha nhớt 2 thì xăng pha nhớt 2 thì cũng pha như máy cưa máy cắt cỏ thôi các bác nhé. Tỷ lệ là 1 lít xăng pha với 30cc nhớt, tương đương pha tầm 4 nắp chai nhớt 2 thì là ok các bác nhé. 4 nắp chai nhớt 2 thì là ok các bác nhé. Rồi thì sau đây em sẽ test thổi gió thực tế nhé. Test thổi gió thực tế cho các bác nhé. Test thổi gió thực tế cho các bác nhé. Rất nhẹ nổ luôn. Rất là khỏe nhá. Thổi thì rất là nhanh, cực kỳ sạch nhá. Rồi ok, thì bác nào cần thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng 0976123 hay không. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.